Làm sao để chống chọi với chiều cường là một bài toán chưa có lời giải đáp hữu hiệu đối với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh này thì thêm một giải pháp đã được đưa ra, đó là xây dựng một mạng lưới hồ điều tiết nước chảy khắp thành phố với kinh phí hàng chục nghìn tỷ đồng. Cách làm này được kỳ vọng là có thể trữ được hàng chục triệu mét khối nước, giúp giảm được 30% tình trạng ngập úng cho thành phố. Hồ điều tiết nước Mễ Cốc tại khu Mễ Cốc, phường 15, quận 8. Nó được xem là một trong những công trình hồ điều tiết nước được xây dựng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, khu Mễ Cốc nổi tiếng là ngập nặng do chiều cường, đến mức người dân ví von là ống bô phải lắp cao hơn yên xe máy. Nhưng từ khi có công trình này thì tình trạng này đã giải quyết. Ở đây có đặt cái trạm bơm là cũng đỡ được mấy chục phần trăm, nó cũng đỡ cho dân nhiều lắm. Bởi vì vừa chuyển mưa là có từ người ta lỡ bơm điền rồi, chưa mưa là bơm trước. Quy hoạch xây dựng mạng lưới hồ điều tiết nước là chủ trương lớn và lâu dài của thành phố nhằm chống biến đổi khí hậu và ngăn chiều cường, giảm ngập cho thành phố. Dự kiến toàn thành phố sẽ có 104 hồ điều tiết nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ xây trước 3 hồ thí điểm. Đó là hồ Khánh Hội tại quận 4, rộng 4,8 ha, hồ Bào Cát, quận Bình Tân, 4 ha và hồ Gò Dưa, quận Thủ Đức, rộng 23 ha, kết hợp khu du lịch sinh thái. Khi chúng ta xây dựng quy hoạch hồ điều tiết là chúng ta xây dựng cái kế hoạch để trữ những cái lượng nước dư khi mà biến đổi khí hậu xảy ra. Ví dụ như là hiện nay bình thường 100 ml thì cống tải nổi, 100 năm sau ví dụ thì nó có xảy ra trận mưa 200 ml, thì chúng ta phải giữ lại được cái lượng nước 100 ml đó tại các hồ điều tiết, tạo ra nhiều cái hồ điều hòa kết hợp với cái thoát nước trữ nước ở mùa mưa để giải quyết vấn đề nước cho mùa khô. Rồi những cái hồ đó cũng có thể là sử dụng để chữa cháy, để tưới cây và thậm chí cũng có thể để sử dụng sinh hoạt. Cũng theo Trung tâm Chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng các hồ này đã được tính toán kỹ dựa trên thông số của hệ thống thoát nước hiện hữu và kịch bản biến đổi khí hậu 20 năm tới. Trong đó, ưu tiên những khu vực đang ngập nặng do chiều như quận 2, quận Bình Tân, quận 9, huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tốc độ triển khai xây dựng các hồ chống ngập đang khiến nhiều người phải hoài nghi. Ba hồ Khánh Hội, Bào Cát và Gò Dưa đến nay còn chưa xác định thời điểm khởi công. Mặt bằng dự kiến xây hồ Khánh Hội tại công viên hồ Khánh Hội vẫn ngổn ngang như thế này. Cái vấn đề mà quan trọng nhất hiện nay đó là vấn đề mà xác định cái mặt bằng, đặc biệt là những khu vực mà đã có khu dân cư hình thành rất là đông rồi. Đó, thì chúng ta phải xác định cái vị trí nó để xây dựng, thì không ít nhiều cũng phải ảnh hưởng đến công tác đền bù giải mặt bằng. Mà đã có công tác đền bù giải mặt bằng thì chắc chắn thời gian thi công sẽ kéo dài. Đó, thì vấn đề này là vấn đề khó khăn nhất trong quá trình xây dựng hồ điều tiết. Một chủ trương đúng cần có những cơ chế đặc thù. Với hồ điều tiết nước, nếu thực sự mong muốn hiệu quả như tính toán, người dân thành phố mong mỏi các công trình này sớm hình thành để giải quyết triệt để vấn đề ngập bởi chiều cường.